quý vị đang vẫn giữ chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Và quý vị đang thấy hai cái chân của Thành Hương là rung giống như là đang ngồi ăn mà rung đùi đó. Là ngày xưa bố hay la bảo con gái ngồi ăn cơm hối được rung đùi. Nhưng mà thưa quý vị, hôm nay là không phải mình rung đùi, đây là mình đang thể thao. Thì những quý vị nào mà lớn tuổi nhà hay bị đau hai cái chân đó, mà đi bộ buổi sáng đó, quý vị có thể bỏ hai cái bàn chân của mình lên đây ngồi cái ghế. Và để thì quý vị sẽ thấy những cái chân mình nó giống như là kim nó chích 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 là anh Dũng nó tê tê nó chạy 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 chạy, xong rồi lúc mà mình đứng lên thì cái chân mình nó rất là đã. Và để tiếp lời Thanh Hương là cái này nếu mà quý vị có bị rồi gọi là retain water, tức là nước mà trong giữ cơ thể, nước trong người bị phù á, phù đó, thì mình có thể mình dùng cái máy này, nó cũng thể nó làm cho cái nước nó điều hòa cái nước đó để nó thải ra ngoài chất độc. Thì quý vị để càng ra ngoài càng nhiều bao nhiêu thì nó càng rung nhiều bao nhiêu. Thì những quý vị nào mà muốn đùi với chân mình thon đẹp và không có mỡ nhiều, quý vị cũng làm để hai cái đây, và mình để càng sát vào bao nhiêu thì cái độ rung nó sẽ bớt đi. Và khi để chính giữa đó là mình thoải mái, mình thư giãn để cho mình không có mệt. Rồi từ từ mình để ra ngoài, xong từ từ mình để ra. Mỗi lần chúng ta đứng lên đứng xuống thì mình nên tắt đi rồi hẵng đứng lên lại. Thì thưa quý vị, nếu quý vị nào mà gọi ngay bây giờ ghi danh xuống order cái máy này thì 5 người đầu tiên quý vị chỉ cần deposit một số tiền nhỏ thôi thì quý vị sẽ được tặng hai cái vé đi coi chương trình Ánh Sáng Tân Kỳ tối nay 7 giờ tối với Mỹ Tâm nè, Nguyên Khang nè, Hồng Ngọc, Thu Minh, Khang Việt và Nu Thịnh. Một chương trình rất là hay ở Long Beach Convention Center gọi là Ánh Sáng Tân Kỳ, đúng tối nay 7 giờ tối. Thì xin quý vị gọi ngay, ghé đến văn phòng từ bây giờ cho tới 6 giờ chiều. Quý vị gọi ghi danh deposit xuống một số tiền thôi thì quý vị sẽ được tặng hai vé để đi coi chương trình Ánh Sáng Tân Kỳ. Mà luôn tiện đây Tuấn Dũng cũng nói là đây nó có 3 màu, tức là mình có thể màu đỏ, màu đen hoặc màu trắng. Dạ. Thanh Hương có thể đứng lên trên đó thì Tuấn Dũng đem cái ghế này đi. Rồi. Đó bây giờ Tuấn Dũng đứng thì là mình đứng lên trên, cái này là mình rung. Thì tùy theo cái độ rung mình muốn bao nhiêu mình có thể mình tăng lên hoặc thấp xuống. Thì mình đứng cái này trong vòng 10 phút thì có thể là những cái bắp, những cái mỡ của mình nó bắt đầu nó sẽ lưu chuyển ở trong người mình. Do đó mình không có bị cellulite. Tại thường thường là mình hay bị cellulite là những cái mỡ nó đóng ở dưới cái skin mình từng cục ấy. Thì khi mà có cái này đó thì cái mỡ nó sẽ tan đều ra và nó làm cho thịt mình săn lại. Do đó cái cellulite mình không thấy nữa. Đó. Thì quý vị thấy nhớ là khi mà tập cái này quý vị không có nên ăn no, tức là không được làm sau khi ăn. Mà sau khi ăn thì phải đợi ít nhất là 1-2 tiếng thôi. Quý vị ăn xong rồi quý vị dùng cái này thì quý vị sẽ nôn ra hết. Cho ăn chè. Cho ăn chè. Và thưa quý vị, trên tay của Thanh Hương thì mọi khi thì Thanh Hương vẫn, Tuấn Dũng và Thanh Hương vẫn giới thiệu cái nước Real Water này là cái nước kiềm, gọi là nước điện giải. Nó cũng dùng những cái molecule rất là nhỏ để chúng ta uống để thảy hết những cái chất dơ ra, nó gọi là antioxidant. Rồi sau khi chúng ta tập cái này thì họ khuyên là chúng ta nên uống nước thật nhiều để thải hết những cái chất dơ trong cơ thể ra. Thì quý vị có thể uống nước này trước khi mình tập cái này và sau khi mình tập cái này mình uống nước Real Water để cho giúp cho cơ thể chúng ta lưu thông máu, nó lưu thông đều và nước ly thông với máu để nó đẩy những chất độc ra ngoài cho cơ thể chúng ta. Thì Tuấn Dũng nói nó hơi rung là tại vì cái máy này đang rung. Nhưng mà quý vị, khi mà Tuấn Dũng cúi xuống như thế này đó thì nó chỉ rung phần trên này thôi. Là mình không có thấy gì cả. Và cái này là một cái mà good nhất để cho mình có cái blood circulation trong người chúng ta. Đó. Thì cái này rất là hay và giúp cho những cái joint nó bớt đau, nó release cái pain, cái joint trên tay mình hoặc là trên đùi mình. Mà đồng thời thì những quý vị nào mà bị táo bón, quý vị cũng thể dùng cái máy này vì nó lưu thông hết tất cả cái bụng của mình, máu trong người thì sẽ giúp cho chúng ta đi cầu dễ dàng hơn, không có bị bón. Và cái mà mình thích nhất đó, là cái vấn đề quan trọng đây là nó thư giãn mình. Và quý vị biết là cuộc sống rất là căng thẳng, là nào là việc làm, rồi nghe nói bây giờ sắp sửa có thể có đại chiến thứ ba, rồi tiền bill, rồi tiền airtime mà Thanh Hương chưa kịp trả thì phải thư giãn, phải leo lên đây nghỉ ngơi một tí xong rồi chúng ta sẽ thấy thoải mái hơn. Mà Thanh Hương biết cái máy này là mình trong gym đã có thì thử nó không có khác gì, mình chỉ đem về nhà để mình tập thôi. Thì quý vị nên uống nước vô để cho mình có một cái sự nên là lưu thông trong cơ thể chúng ta, giống như freeway chạy xe cho nó tốt. Quý vị nào mà quý vị đã đến Bosa Ticket và mua cái nước này rất nhiều thì thưa quý vị, hôm nay thì rất là đặc biệt là nếu mà quý vị nào
mua 2 thùng nước ngày hôm nay thì quý vị cũng sẽ được tặng 2 vé để đi coi chương trình Ánh Sáng Tân Kỳ, nhưng chỉ cho 5 người đầu tiên thôi thưa quý vị. Thì xin quý vị gọi ngay cho công ty Perfect and Simple ở 714-418-2243 để chúng ta đi được tặng 2 cái vé. Mà là quý vị mua 2 thùng nước của Real Water, tức là nước kiềm, không phải là nước lọc bình thường anh Tuấn Dũng. Nước này nó có độ ấm ở trong đó, thì quý vị uống vô đó thì nó sẽ tải ra bằng đường tiểu hoặc là đường phân của mình rất là tốt. Và đồng thời đó, quý vị biết là mùa này mùa nóng, mình phải cần uống nước nhiều vô. Nếu mà quý vị lớn tuổi không có dùng nước nhiều đó thì mình hay bị dehydrate, tức là thiếu nước trong người và có thể bị heat stroke. Thì cái đó là cái mà quý vị nên uống rất là nhiều nước. Từ nước Real Water giúp cho cơ thể chúng ta nghĩa là rất là, nghĩa là không bị độc tố trong người chúng ta. Dạ vâng. Thì thưa quý vị, nước nước này không không phải là nước lọc bình thường của chúng ta uống ở nhà. Nó có cái chất nước kiềm để nó quân bình cái pH trong cơ thể của mình. Thì quý vị biết là những người mà bị ung thư đó, cái pH của họ rất là thấp vì cái axit trong người quá nhiều. Thì cái nước này rất là tốt cho những quý vị nào mà bị ở chua, bị khó chịu bụng, mà quý vị nên ăn uống một chai này một tiếng hoặc nửa tiếng trước khi ăn. Mà quý vị ăn những cái nước nào mà nó mỡ quá hay là bột ngọt nhiều quá thì cái nước này nó sẽ thải hết ra trong cơ thể của mình. Thì đồng thời thì chúng ta muốn giữ cho cuộc sống của chúng ta đỡ căng thẳng, mỡ bớt đi, trẻ hơn, khỏe mạnh hơn, những cái khớp xương, khớp bắp thịt không có nhức mỏi nhiều, thì cái máy gọi là máy rung cơ thể, gọi là the body vibration, whole body vibration, tức là tiếng Anh gọi là WBV đó. WBV tức là cả cơ thể của mình, thì chúng ta nên gọi ngay để đặt cái máy mua cái máy này, tại vì máy này rất là mới và hiện giờ thì chúng ta phải gọi để đặt máy. Rồi khi mà máy nó về đó, công ty thì công ty sẽ ship thẳng về nhà, cho quý vị. Đây là một công ty Mỹ, và may mắn là hôm đó Tuấn Dũng và Thanh Hương đi và họ đã nói là chúng tôi muốn mang cái này vào trong cộng đồng Việt Nam. Thành ra Thanh Hương nói không, tôi phải về tôi thử trước, coi là có thật sự không, như quý vị nói không, mà tôi lên đài tôi nói là các bác ở nhà sẽ la Thanh Hương. Thành ra đã về thử được cái này hai tuần nay. Nhưng Thanh Hương biết mỗi ngày mình chỉ làm 2 lần thôi quý vị, không đúng cần làm nhiều. Chỉ có cần 10 phút. 10 phút thôi, mỗi lần 10 phút hoặc là 5 phút cũng được. Tức là cái này nó giúp cho cơ thể chúng ta, thay vì mình phải đi bộ, mình phải đi ra ngoài, mình đi tập thể thao, thì cái máy này tự động nó sẽ giúp cho chúng ta, tức là trong người chúng ta rất là khỏe. Mình rung như thế này, mà quý vị thấy đứng rung này không bị chóng mặt không gì hết. Tại vì đây nó chỉ là cái cơ thể mình rung chứ không phải người mình rung. Thành thử là quý vị thấy cái độ rung nó mình có thể mình increase, tức là mình điều chỉnh lên hoặc xuống, thì mình có thể mình start từ cái số nhỏ giờ mình lên. Tuấn Dũng đang ở số 20 bây giờ, thành thử nó hơi lắc cũng nhiều. Mà quý vị mà làm mới quỷ quen rồi đó, và quý vị làm nhiều hơn nữa cho những thì người quý vị mà thấy trẻ là nó đang sắc như là, thì quý vị sẽ thấy máu nó đi mặn lắm, và bắt đầu lúc mà những người nào mà không có tập thể thao nhiều, quý vị sẽ thấy người quý vị rất là ngứa, là tại vì máu nó lưu thông quá. Là Tuấn Dũng đang xét cái mồ hôi đổi ra tầm tạ, mà những điều mình xuống như thế này đó thì cái độ rung nó rất là mạnh, như điều chỉ dưới chân mình thôi. Nó không có lên tới trên này thì mình vẫn nói chuyện được. Thành thử Tuấn Dũng thấy cái máy này rất là good cho những người lười đi tập thể thao, giống Tuấn Dũng chẳng bao giờ đi tập cả. Không những là lười thì là không nói, nhưng mà những các bác nào ở nhà lớn tuổi, nhiều khi trời rất là nắng, đi ra ngoài rất là bị heat stroke rồi anh, thì mình có thể ở nhà tập cái này để chúng ta có thể khỏe hơn. Thì xin quý vị gọi ngay cho công ty Perfect and Simple, 5 người đầu tiên, nếu quý vị gọi đọc cộng một cái số tiền xuống mua, khi mà máy về chúng hãng sẽ gửi thẳng đến cho quý vị, thì quý vị sẽ được tặng 2 vé để đi coi show Ánh Sáng Tân Kỳ tối nay với Mỹ Tâm, Thu Minh, Hồng Ngọc, Nguyên Khang và Khan Viện. Thì xin quý vị gọi ngay cho công ty Perfect and Simple ở 714-418-2243. Mà cũng nhắc lại quý vị nên uống nước nhiều trước khi tập thể thao, và sau khi tập thể thao nên uống nước để mình có cái độ nước ở trong người, chúng ta không bị dehydrate. Dạ vâng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và mong rằng là quý vị sẽ gọi, 5 người đầu tiên gọi rất là nhiều để chúng ta được vé đi coi tối nay. Và quý vị nhớ trời nóng uống nước thật nhiều, và phải uống nước Real Water cơ nhé, để chúng ta khỏe hơn. Mong rằng quý vị sẽ có một cuộc sống không giận, không hờn, không oán trách, chúng ta sẽ vui hơn, đỡ căng thẳng hơn, và nhớ uống nước nhiều và gọi ngay để mua cái máy này. 714-418-2243. Xin cảm ơn quý vị.